Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố Đăng Quỳnh nha. Xin chào anh em, game hàng tài chế mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video, cho anh em xem video, vẻ đầu video, anh em xin một like và một subscriber ủng hộ channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến buổi công chiều tối nay, anh em ta tiếp tục cùng nhau đi chốt event may mắn mỗi ngày cho anh em và cùng nhau đi điểm qua tiêu đề tướng mới anh em. Ôi trời ơi, tướng mới chuyện trò. Mấy anh em úp lên được em mấy rồi thì tôi hiện tại mới lên được 10 sao anh em. Hôm nay thì chị up 10 sao và test chị đẹp Robin ra trận anh em nhé. Giờ chị đẹp ra trận rồi, ok, ra hạt tặc la bàn rồi. Ok, các bạn biết là đỡ chưa? Rồi, ok, can quét nào. Tuyệt vời. Về quà thì hiện tại chưa thấy nhà phát hành phát thêm quà cáp gì anh em. Chưa thấy thêm phát thêm quà gì. Chúng ta vào việc chính anh em, up cái nhật Robin trước đã tính tiếp anh em. Rồi, Lickor Robin, quả thiếu đá cường hóa anh em, hôm nay thì đủ rồi. Vâng, giờ chị đẹp nhà mình mới lên được thức tỉnh 10 sao ạ. Trông thì cũng nhà gì này nọ lắm đấy, không biết thế nào. Ok các bạn, đã thức tỉnh 10 sao rồi. Nâng cấp nào, 250, 1 triệu 4 được chiến. Tôi đổi về nguyên bộ anh em. Gần triệu dưới rồi. Hiện tại đang sạp vào vật máu. Mít chuẩn không, nhưng tôi nghĩ là không anh em. Tôi nghĩ chắc chắn là không đâu ạ. Chị đẹp không, không nào sạp vào vật máu không được ạ. Ok, có dưới điểm cho tôi lâng máu lên cho thêm cho chị đẹp các bạn. Trước khi ra trận các bạn. Nói anh em cũng phải trông ra gì này nọ tí. Được cái ạ, tôi thì tới sau vàng anh em chắc chắn là sẽ hơn rất nhiều. Bởi vì nhiều bạn sẽ hỏi sao anh 10 sao mà đang được chiến cao thế. Bởi vì tôi hiện tại đã gần full bộ iPhone 9 rồi anh em. Đó, chưa kể một số chỗ là lưng cũng mát phòn hết rồi, nên là hiện tại là nó sẽ chỉ số của chị đẹp Robin thì tôi sẽ cao hơn so với chị đẹp của anh em. Ok, lên nào, như lên 50 đúng không, mới 10 sao lên 50 thôi thì phải anh 7 18 19 50. Lên được nữa, lên được, lên anh em, lên được thì cứ lên, tội gì các bạn. Đó, 57 58 59 60 rồi, 60 là hết rồi anh em, 60 mới là hết các bạn. Nên phẩm đồ lên được cứ lên, tội gì các bạn. Rồi, 25%. Đấy, 1 triệu rưỡi rồi anh em. Đó, 1 triệu rưỡi 88 mới 10 sao anh em nhá. Được cái tốc chị đẹp khá là cao. Đó, kin hiện tại thì gây cho sát thương bằng 250 công anh em. Đây kin chưa pull game A này, và giảm 35 điểm lộ thôi anh em. Đó, hoa lợ thì giảm ngẫu nhiên 35% biến chống và 5 hoặc là 50 tốc của mục tiêu anh em. Ôi, anh em cũng được nhờ. Ok bạn, đầu mỗi hiệp tăng bản thân Feta 50% 50 tốc và 10% giảm sát thương anh em. Rồi, hiện tại là cái kin ulti của chị đẹp là đang được anh em tranh luận trên fanpage group rất nhiều, vì quá là rực rỡ anh em. Trông như rất là bắt mắt. Ok, hôm nay thì tôi sẽ đi test thử ở đây. Ok các bạn, xem nào, mình chị đẹp ra trận thôi. Ok, một nào. Mấy quý đau đầu những óc thế nhờ. Đau đầu những óc quá anh em. Trời ơi, trời ơi, hoa lỡ anh em, hoa lỡ, hoa lỡ. Trời ơi, uầy, đùa ăn được Lizin anh em. Ở đây Nizin đúng không? Nizin anh em, Nizin L1 này, ăn được đùa đâu gọn, bởi tha lên nào. Chơi tí nữa thôi anh em, bởi tha lên. Ây chà. Ây chà, căng nhờ. Quay hạ được rồi, đâu nữa anh em. Đùa ăn được rồi này các bạn. Trời ơi, chịu sao nổ nhiệt các bạn, giảm nộ liên tục này sao chịu nổ nhiệt. Uầy, quất với nhau M1 đấy các bạn. Úi xời, tuổi. Ok, một mình chưa anh em, đánh một mình không được thì cho thêm đồng đội ra nha. Ok, chào anh em đã xem công chiếu nha. Anh em cho xin một like và một subscribe. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tối nay chỉ có chốt event anh em, chứ không có cái sự kiện gì hot các bạn nhé. Không tin nhờ anh em lại ngồi hóng lại kêu ạ. Yo đùa với chị đẹp anh em, đùa với chị đẹp các bạn, đùa anh em,
và sấp mặt luôn á. Xem nào, 2,1 triệu, ok, anh 2,1 triệu nào, hi chào cậu nào, ok các bạn, hi chào cậu. Tôi không bán ạc anh em nhé, nhiều bạn nhắn tin hỏi mua ạc, tôi không hề bán đâu anh em. Nhiều anh em cứ hỏi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok, chụp đây. Uầy. Nghe hơi toang ấy nhờ. Giờ kịp làm gì không hề toang giờ. Thôi thôi thôi, anh em nhìn lại toang rồi. Ok các bạn. Tem này mười mấy triệu lận. Nói chung thì trước mắt chưa biết nào, nhưng tôi nhìn thấy được cái là ulti chị đẹp, khá là đẹp anh em. Không phải nói các bạn, ulti khá là đẹp luôn á. Rồi, giờ chúng ta sẽ lên team anh em nhé. Lên team ra trận nào. Dâu đen ra sau này, Kunu ra sau này, cà rốt nữa này. Rồi ok các bạn, phía trước thì cho dây lây với cả rồi. Đây anh em. Tấn công nào. Đó, đi team 10 sao luôn anh em. Trong rực tớ. Ra trận nào. Úi giời. Tuyệt vời. Không có gì nói đâu anh em, quả ulti gọi là chất lượng luôn anh em. Úi giời, úi giời. Nói chung hiện tại là chị đẹp đang tự bổ trợ mạnh các bạn, nhưng mà chủ yếu là lâng được đến đâu thôi, nó mới là anh em săn nào. Ôi, nàng vàng ngoài xem nào, hiện tại chúng ta xem nào, còn tài nguyên còn niếc gì không anh em. Bia còn có bia vàng này, 250 cốc vàng, ừ, giờ sẽ đập cốc bia vàng. Cũng thế thôi chứ còn gì khác chơi đâu anh em, tôi hiện tại có 1 cốc bia vàng thôi. 1 cốc bia vàng các bạn, ở đây này, Robin, không có anh em. Dễ ra quá, sẽ xả thùng bia các bạn. Hôm qua giờ tôi đang băn khoăn cái việc xả thùng bia, không biết là có lên hay không. Xả thì ừ thì cũng được thôi, nhưng mà cảm giác mình thì không thích các bạn, thật sự là không thích cho lắm. Xả thì nghe nó kiểu chưa phải lúc các bạn, nó thẳng câu là chưa phải lúc anh em, cảm giác xả nó là chưa phải lúc anh em. Nó lãng phí. Ok đập nào, 250 thùng bia bao nhiêu đâu mà. Bữa nay cái này không auto này anh em này, auto bị toàn bị đứng hình thôi. Mấy anh em bị giống tôi, qua tôi auto toàn bị đứng hình các bạn, qua hơn 700 thùng auto đứng hình nhuyết thôi. Không làm gì được các bạn. Bữa trước thì còn auto được, bữa nay chả hiểu cái gì. Khó chịu thật sự luôn mà không làm gì được. Ok, tới nào. Ok, tới nào. 130 thùng rồi anh em. Ok chào anh em, nó sẽ không chiếu nhá, chào mọi người. Ok lượm nào. Bây giờ Nami phát quà chứ nhờ. Còn quà livestream nữa thôi anh em, mong rằng Nami sẽ phát sớm các bạn. Đó. Chứ anh em hóng chờ cũng lâu quá rồi, mong rằng Nami sớm phát anh em. Tới nào. Ok. Sở mốc cơ. Tiếp tục. Tiếp tục nào. Ây da. Rồi sắp xong rồi anh em, còn 30 thùng nữa thôi, xong rồi. Biết đâu đây hôm nay nhân phẩm nữa anh em, qua được một chị đẹp Robin ở đây rồi. Biết đâu hôm nay tôi lại được chị đẹp Robin đây nữa hay sao. Ừ, có nói anh em. Cuộc sống để giấy bất ngờ anh em biết đâu được. Có đâu không quan giờ con mấy ông mở được chỗ này ra Robin rồi. Trời ơi. Là ok. Chúng ta có thêm ít lượt đánh boss anh em. Xem là được mấy lượt. Ui được 5 lượt anh em. Ngon nhờ. Trông thế mà cũng mở lem gớm đấy, đùa đâu anh em. Nó 49 kmk kim cương rồi. Một tội đợt này quay sự kiện đen quá. Hai dương.
433 ấy rồi nhưng căng nhờ. Rồi bù ghét các bạn. Căng đây, phép đây. Ôi thì làm nốt sự kiện các bạn. Nào, vô đây anh em. 1 2 3 4 5 6. Rồi ok các bạn, qua đánh boss nào. Top 1. Ok, top 3. Cà rốt ra, Robin vào. Và cho đủ đội hình thôi anh em, chứ thấy có vẻ sát thương cũng không gây được nhiều hơn là bao nhiêu anh em. Nhưng mà cái nào vẫn top 1 rồi. Còn 2 lượt thì nhường đây đi anh em. Nhường bên khu vực này đi. Ok. Rồi, cũng tạm. Top 2, đánh phát nữa là cũng lên ngồi top 1 anh em. Ok, đánh phát nữa là cũng lên ngồi top 1, chúng ta đi chốt e phần các bạn. Ok, 15 giây lâu đây. Rồi, nụm luôn. Rồi, chúng ta đi chốt e phần nào các bạn. Ok các bạn, đây video xá anh em. Ui giời, vẫn chỉ được một phần quà thôi ạ. Ok. Một phần quà thì một phần quà. Bây giờ random là quét 5 lượt anh em nhá. Ok. Ok, bên đây 1 phần quà là 5 lượt anh em, 2 phần quà là 10 lượt và full phần quà thì quét cho đến khi nào đủ 3 người thôi. Đó. Rồi, 5 lượt random tìm ra người trúng giải sẵn của ngày hôm nay anh em. Ok. Free up đi. Đập free 122 thùng ra được Kaido vài con SS khác trừ Robin. Lượt 2. 400 thùng ra được một con. Lượt 3. Một con nhân phẩm. Ui. Lượt 4, Hí Anh. Lượt 5, Văn Huy. Ok, chúc mừng bạn Văn Huy, là bạn Văn Huy đã là người trúng giải kỳ này. Vui lòng cho thông tin của Facebook nha em nha. Ok, video tối nay kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người kể theo giờ thì bye bye.